Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Hoàng An Vlog. Thì xin chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái video giới thiệu về cái thu hoạch cá tra như thế nào. Tại vì ở gần công trình của mình đang thi công á, có một cái người ta đang nuôi cá tra. Thì tới ngày bán rồi thì mình sẽ quay clip giới thiệu với các bạn về cái thu hoạch cá tra như thế nào. Các bạn cùng xem với An nhé. Đây là ao nuôi cá tra với tổng diện tích ở đây nó khoảng là khoảng 2.000 m². Thì cá sau thì thời gian khoảng 8 đến 10 tháng á, thì đạt cái mình đã có thể thu hoạch được rồi, là một con vô một khoảng 1 kg. Thì tới tháng khi mà thu hoạch thì sẽ có hai cái đoàn ghe ở tới họ thu mua. Thì cá sau khi đã cho vô cái lồng lưới này nè, đó, cho ăn rồi cái mình dụ nó vô trong đây, mình kéo lưới về đây, thì cái lưới về đây nó sẽ dẫn ra cái chỗ mà nơi bắt đây, ở đây là chỗ bắt cá. Đây khoảng 450 anh em đang bắt cá. Đây. Một một cái lồng vuông vuông vậy đó là khoảng 100 kg. Đó, thì từ ngoài bè lưới nè, sẽ cho vô đây đi lên, rồi sau đó lên đây là chỗ cân ký. Ra phía đây là phía ghe, cái ghe đây, đây cho xuống ghe, đây cân ký đó xuống ghe. Trời ơi, cái gì ngộ mà trời.